Xúc cà phở này, cà phở này. Này phải xúc cà phở tí gửi video này cho mẹ Ngọc, mẹ Dung nhá. Để con mẹ khen là mình xúc tỏ nhá. Xúc cà phở đi. Xúc phở này, bà này, này xúc phở củ to như này. Nhà bắt đầu xúc đúng không? 1, 2, 3 hả? Màu màu nó canh. Để con không cho với bà. Đang quay đấy. Sắp mình rồi. Mình xúc cà phở ăn đi. Cần gì cũng có gì nhỉ? Nó đang hút nước mà nó mới ăn phở cơ. Đấy, bỏ chưa? Con rùa nó ra đi tìm ai không ăn đấy. Con ăn đi. Con
giỏi cái gì nữa. Đúng rồi, cúc giỏi đấy. Dương. Đấy, ăn sắp hết rồi, bát luôn bây giờ. Ăn giỏi nhỉ? Sắp hết rồi. Ăn Thi nhá, ăn Thi cả bà này. Có ăn thịt không? Ừ, đấy, ăn hết phở đi rồi ăn thịt. Không phở đi. Không, lặn đồ quên rồi đấy. Mẹ ấy gửi video nhưng không ăn để cho mẹ ấy ăn luôn. Chung, xúc, chung đi. Nó chả ảnh hưởng mắt của con và miệng to quá.